Buổi sáng anh em tôi đi soi cây này, một trong những chàng trai trẻ mà sở hữu toàn dòng bonsai mà hàng lại già khô như này thì chắc chắn là phải nói là hiếm của Nga Sơn đấy. Đây là một trong những cái điển hình chơi cây mà ra tiền nhá. Thì em Nhất Long thì em đang kinh doanh cũng như là có những cái bước ngoặt tại thủ đô thân yêu, nên là vừa rồi em có chuyển về nhiều cây nhỉ Sơn nhỉ, tổng bao nhiêu cây Sơn nhỉ? Nhất Long đây là cũng phải 100 cây không? 60 cây thôi mà hàng đây. Mà trước này em Long thì là anh trai của em Sơn không sai, nên là chọn toàn những cái cốt gọi là xứng tầm thôi mọi người ạ. Thì xứng tầm hay không thì mọi người xem xét nhá. Đây là những cái tác phẩm cũng như là những cái cốt mà em mua về rất là già. Vừa rồi là chúng tôi có cái lịch hẹn là ra thủ đô thân yêu để thăm cái vườn cây này, nhưng mà do là em Long là em mới chuyển sang một cái căn nhà mới đấy, nên là có đưa những cái tác phẩm này về nhà để bỏ ấy trưng bày, sau nào khi nào hoàn thiện thì lại tiếp tục đưa ra. Toàn cốt già không, cái form dáng này thì ai cũng chơi được nhà mình nhỉ. Xây dựng những cái cốt này anh em biết là 60 cây mà chi tiền ra thì nó cũng tương đối nhiều. Vì với những người mà trẻ mà có cái hướng chơi cây bonsai nhỏ như này thì chắc chắn là anh em chúng tôi cũng đang là những người mà chơi cây phải học hỏi. Đó mọi người ạ, toàn ốc điếc không. Cây nó có khô, có già, có quý hay không thì anh em tự cho cái đánh giá nhé. Nếu mà có em Long ở nhà thì chúng tôi sẽ hỏi xem bật mí này em đã phải chi ra số tiền như nào để em sở hữu những cây này. Thì có những cây thì em Long em mua cực kỳ rẻ mà giá trị nó cực kỳ cao. Có những cây thì em cũng phải chi số tiền nó cũng tương đối thì mới sở hữu được. Đấy, chơi cây thì không phải ai lúc nào cũng may mắn được. Nhưng mà anh em tôi dám khẳng định là bây giờ mà chi ra một số tiền nó vừa phải thì khó mà sở hữu được những cây đẹp được. Những cốt xi phải nói là cực kỳ đâm luôn. Đấy, mà hai là dưới bàn tay của em Sơn Bonsai thì cũng đã tạo dựng cũng như là kết hợp vào những tác phẩm này, chuyên hồn vào, tồi hồn vào những cái tác phẩm này thì phải nói là cũng rất là xuất sắc. Đấy, 60 tác phẩm, mình gọi là tác phẩm đi, sau này cũng là tác phẩm thôi, nhưng mà giờ là những cái phùi rất là quý. Đây, thời điểm mà Trung Bonsai cũng đã quay những cái tác phẩm này cho anh em xem rồi. Đấy, rất là quý luôn, đấy, cắt ra. Em Sơn thì em giật rất là ok. Ra thủ đô thân yêu thì chúng tôi cũng không có dịp ghé vào vườn cây của em được. Nhưng hôm nay thì em lại mang những cái tác phẩm này về quê. Ở những cái phôi này nhiều lắm cả nhà, 60 cây mà. Cái cục này nho nhỏ như này thôi nhưng mà tuyệt vời. Chúng con sai cũng đang hướng tới một cái tác phẩm ốc sên. Bây giờ anh đang có một cây là khả năng cũng phải nuôi ốc sên. Đấy, nhưng mà sắp tới đây là cũng phải sang cái chậu xốp này thôi. Vì đó là cái chậu kia là nó không phát ra được. Đẹp chưa cả nhà? Cốt trực đầm lùn nhỏ nhỏ như này thôi mà sau này dựng thành những cây trực lùn nhỏ nhỏ thì nó là giá trị rất cao. Kỳ tới anh em ạ, kỳ tới thì em Sơn em sẽ tranh thủ một thời gian em dọn lại nhá. Thì lúc đó thì anh em tôi sẽ live stream cũng như chia sẻ cho mọi người từng tác phẩm, từng cây một để cho mọi người cảm nhận thôi cái phong cách chơi cây của em Nhất Long. Một trong những người đang là làm ảnh kỹ thuật số ở ngoài thủ đô thân yêu, rất là đông khách cả nhà nhé. Cả nhà xem Trung Bonsai mới lướt qua 20 phôi thôi mà đã như này rồi, trong 60 phôi nữa thì anh em cứ từ từ mà xem. Đây là một trong những thước phim mà nó cực kỳ quý giá để cho những người đam mê cây, những anh em mà đang có ý tạo dựng vườn có thể tham khảo thôi. Này dọn ra thì anh em biết đấy. Còn em riêng cái như em Sơn thì đang còn phải trên dưới 200 cái phôi như này. Đấy, và những cái cổ. Cái đây làm nhiều không anh? Đẹp quá. Anh nghĩ xem vườn khả năng ngắm được đấy. Đây là một trong những cái cốt mà em Sơn em mua cũng rất lâu rồi nhưng mà giờ đến Trung Bonsai không nhận ra được. Đấy. Kinh điển. Mua 3 4 năm ấy nhỉ anh nhỉ. Con này á? À? Vâng. 3 4 năm sao? Phải 5 năm rồi. Vậy cơ. Cũng lâu lâu rồi đấy. Đúng rồi, lâu lắm rồi anh. Mà em nuôi em cắt giật nên là nó mình cứ cảm tưởng mà thôi, nhưng mà giờ nó khác xa với ngày xưa. Biến hóa khôn lường. Cây nuôi trong thùng xốp nó có cái lợi hại nha mọi người nhá. Đấy. Nói với em Nhất Long thì chậu tàu với chậu ấy thì
tương đối nhiều nhưng mà em chưa cho sang. Khi nào mà cây nó hoàn thiện á, đặt cho xốp thì nó rất là nhẹ, bưng đi đâu là nó chăm sóc nó được ok hơn. Vậy thì mỗi ngày lên vài cây thì anh em cũng phải, anh em choáng đấy. Kỳ tới này thì chắc sơn dọn thoáng để cho cây nó ăn nắng nhỉ. Đấy. Đây bận. Nói chung là công việc ngoài Hà Nội nó cũng bu, em Sơn cũng đang hỗ trợ. Cút này nhìn quen quen nhỉ. Con này trước mùa Nam Định cũng triệu triệu bùi, à cũng của thằng Trọng đúng không? Không, con này mới mua. Nhìn giống lắm. Cục. Nắng nó lên nhìn cây nó sướng. Đây này, anh em này. Đến cái dãy bên này anh em biết là cũng có khác gì đâu. Em đi theo một cái hướng là già, trước tiên là già, thứ hai là u cục. Đấy. Nếu như cái cây này mà em sơn em vẽ bông theo kiểu lối đi dây, đây cũng là đi dây đệm dây nhưng mà em giật hết nhá. Sau này cốt to thì em lại giật thì nó nhanh rồi. Cây này như mùa chú bonsai, mùa của ai đây, nhìn giống giống thế. Rõ nhỉ, cốt đẹp. Cái này thì khó báo giá anh em ạ, vì thực ra là của ông chủ, ông cũng đang ở thủ đô thân yêu mà em sơn thì khả năng là nếu mà ai mà thích thì có thể về vườn em sơn giao lưu thôi, thì mọi người sẽ biết rõ hơn về những cái tác phẩm cũng như những cái phôi của em đang sở hữu. Quá xứng tầm luôn, chơi cây này. Mọi người biết. Được thấy chưa? Mình nói 60 cây phôi như này thì mọi người biết là chi được số tiền tương đối đấy. Em Long phải là những người mà em cực kỳ đam mê. Đấy. Chọi gà, chơi chim, cái gì em cũng giỏi. Đã chơi nhưng mà chơi đều giỏi cả. Sau đó thì em đang chuyển sang công nghệ số theo ngành nghề của anh em, gia đình. Chuyên về làm ảnh thẻ cũng như là ảnh cưới. Đấy. Ảnh phòng cho tất cả bà con, cô bác như là các bạn học ở ngoài thủ đô thân yêu. Dạ, đẹp chưa? Buổi sáng mà có một cái không gian yên tĩnh cũng như là trà đạo, trà điếc mà thưởng thức cây như này thì phải nói là quá tuyệt vời. Cũng thông báo với anh em là đây là một cái không gian của một trong YouTuber nổi tiếng Phương Phạm, chuyên về nhạc trịnh cũng như là nhạc guitar, buôn bán âm thanh cũng như là chia sẻ kết nối với mọi người, đặc biệt là những bộ dàn âm thanh của Phương Phạm, một trong những người rất nổi tiếng. Mọi người cứ đánh vào Phương Phạm nhé, đấy là mọi người biết là có những bộ âm ly, có những bộ bàn, có những cái dây rắc lên tới cả tỷ bạc nữa. Mọi người mà cần đồ kỹ, đồ chất thì có thể liên hệ trực tiếp với Phương Phạm. Đấy. Quá đẹp. Không gian đây thì cậu Phương cậu về cậu xây dựng và cũng như kiến thiết ở trong nhà trong rất là đẹp. Đây là những nghệ nhân chính làm cái nhà thờ đấy nhá. Đó. Để chơi nghệ nhân của Nam Định, Thái Bình. Tiếng ngoài thủ đô mà vẫn mất được à? Đâu đem để ngoài vườn ngoài anh. À vườn ngoài gì? Tiếng về thủ đô thì... Thủ đô thì để tầng 5 rồi thì mất gì? Đây hoàn toàn là được đưa ra thủ đô tu luyện rồi mọi người ạ. À. Những cây này là trên lóc tầng hết. Nhưng bây giờ lại đưa về. Đấy số lượng cây nhá mọi người. Đấy, tiếp tục về nữa để cho mọi người biết là trong vòng 3 năm trở lại đây em Nhất Long, em chơi cây, em đã siêu tầm cũng như quy tụ được những cái tác phẩm này cũng như những cái phôi về vườn để cho anh em sau này có thể là chiêm ngưỡng. Còn giá trị bây giờ thì em không biết là em có bán hay giao lưu hay chưa, thì trong bonsai vẫn chưa nắm bắt chương trình. Nhưng mà một ngày gần nhất nếu mà anh em nào mà đam mê thực sự mà muốn về cũng như là anh em sở thích những dòng bonsai mini nhỏ nhỏ này thì có thể là cùng kết nối với em Sơn Bonsai cũng như là Trung Bonsai đây. Địa chỉ là
thôn 6, thôn 7, Ngân Yên, Nga Sơn, Thanh Hóa nhé. Anh em tôi cũng sẽ chia sẻ cái phương pháp chăm sóc cây cũng như là tại sao mà hoàn toàn cấy chậu xốp này. Cây rất giá trị mà cấy ở chậu xốp nhé. Anh em biết đấy. Hôm nay chung một xe đi vội quá nên là cũng không cầm máy đi theo nên là mọi người hết sức thông cảm nhé. Hôm nay là nó có nắc thì mọi người cũng cho một cái chia sẻ cũng như là một cái bình luận ở bên dưới để chung một xe có thể là rút ra kinh nghiệm. Đấy, vì đi vội nên là mình cũng không cầm dụng cụ đi theo. Quá dài.